Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2021 thì tình hình là giá mít Thái không có biến động gì so với những ngày qua, nó đang chững lại ở mức rất là thấp đó bà con. Thì giá như vậy thì chắc là không có xuống nữa đâu. Người ta còn mua là còn mừng rồi bà con ha. Đó thì trong tình hình hiện tại là như vậy, mà mùa mưa thì đang tới nữa, cho nên là bà con mình xem là bán mít sao cho phù hợp nha bà con. Rồi giá cụ thể ngày hôm nay như sao, bà con mình theo dõi ở trên màn hình nè, cũng như là nghe kênh Nhà Nông Miền Tây chia sẻ nha. Ở Tiền Giang là 10.000, 6.000 và 3.000, tương đương với mít nhất, mít nhì, mít bi nha bà con. Ở Đồng Tháp, An Giang là 8.000, 5.000 và 2.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là 8.000, 4.000 và 2.000. Ở Long An là 9.000, 5.000 và 2.000. Ở đâu thì bây giờ mít kem cũng 2.000, mít chợ cũng 1.000 hết đó bà con. Thậm chí có nơi là mít đã xuống, là mít chợ tới còn có 500 đồng 1 kg thôi. Đó thì là tình hình chung là như vậy. Và hầu hết là mít nhất, mít nhì là không có, rớt xuống mít kem, mít chợ hết. Đây bà con mình nắm tình hình giá để bà con mình bán mít cho hợp lý nha. Rồi tình hình giá hôm nay là như vậy. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung nữa. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.